Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Trần Long, phóng viên kênh truyền hình Kinh tế và Đô thị. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra Hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác Đầu tư và Phát triển. Việc tổ chức Hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác Đầu tư và Phát triển sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi sẽ là thông điệp mạnh mẽ của Hà Nội trong việc kiên trì thực hiện chỉ đạo của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Kết quả của hội nghị không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội và cả nước trong năm 2020 mà còn cho cả những năm tiếp theo. Hội nghị dự kiến có 1.850 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện của thành phố, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô, 29 đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, 8 tổ chức quốc tế và các chuyên gia kinh tế cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và ngoài nước. Hội nghị còn chào đón hơn 1.200 nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp tham dự để nhận quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc đề xuất đầu tư dự án mới trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị này, thành phố Hà Nội sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 116 dự án với tổng số vốn đầu tư là 339.700 tỷ đồng, tương đương 15,5 tỷ USD, với số vốn tăng thêm trên 266.200 tỷ đồng, tương đương 12 tỷ USD. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong suốt buổi sáng hôm nay. Sau phát biểu khai mạc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu đánh giá kết quả thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay và kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ và khen thưởng các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ có các bài phát biểu tham luận đánh giá và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc khó khăn để thu hút hợp tác đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng mang tính định hướng tại hội nghị. Người dân và chính quyền thành phố Hà Nội kỳ vọng Hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác Đầu tư và Phát triển lần này sẽ tạo đà cho kinh tế thủ đô khởi sắc sau đại dịch COVID-19 trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Tất cả các tin tức của Hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác Đầu tư và Phát triển sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Và bản tin đặc biệt sẽ được phát vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 6 hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.